2, 3. Hiện tại giờ trên màn hình của quý con đang xem là 3 trái đúng không? 3 trái. Rồi, ngước lên. Đây, thêm 3 trái nữa. Đây, thì bây giờ là bắt buộc là phải loại trừ. Loại trừ, thì bây giờ phải loại trừ cái ông kinh cao. Ừ. Đó. Tổng cộng là hiện tại giờ còn nhiêu? 5 trái. Ừ, trái mít gì nè. Trái mít gì mà đi cắt bỏ nè. Ừ. Kìa. Bây giờ hai trái trên đó là ok đúng không? Cắt bỏ bên đây đi, nhỏ đi. Hai trái trên đó ok đúng không? Giờ cây này chừa 4 trái thôi. Nhưng mà trái nhỏ đó ngon lành đó. Thôi, chừa đi, 5 trái đi. Yêu cầu khoảng 9 kg được rồi. 9 kg luôn vô nhất rồi. Giờ cầu nó 7 8 kg rồi ăn nhầm cái này bỏ. Dạ. Bỏ trái này đi. Bỏ đi. Bỏ trái này đi. Còn 4 rồi. 4 trái. Quá trời trái, cái lượng trái kinh khủng luôn. Đây này 5. Bỏ đi, bỏ trái đó đi. Ừ. Được rồi, 4 trái đi. Này 3 trái được rồi. Trời ơi, 3 trái nào chứ nó xứng đáng đồng tiền, thấy không? Cây đây 3 trái nè, xứng đáng đồng tiền nè. Nói chưa bỏ cũng phải bỏ bớt anh chờ anh chờ rồi. Tiếc đó, để nó nuôi không nổi. Ừ. Để nhiều quá cũng không có tốt đâu. Mình phải tập trung giờ chừa lại nha. Trái nào cũng đẹp. Bỏ đi, bỏ trái dưới đi gì. Ừ. Ừ. Chờ 5 trái nè. Gì? Thật chắc là nếu mà nói ra nhìn vô á đúng không? Hiện tại giờ nhìn vô cũng không biết bỏ trái nào đành lòng nữa nè. Ừ, chủ vườn không tẻ, chủ vườn ơi. Ừ, không tẻ đi quay. Tôi tiếc quá quay. Thiệt luôn á, tại vì thứ nhất là gì nhìn vô cái trái nào nó cũng đẹp đẹp không à. Mà bỏ thì uổng quá. Trời ơi. Bỏ đi, giờ bỏ đi. Cây 3 trái, 4 trái, quá trời. Trái kinh khủng luôn á. Trời, trái nè. Ý là mới tưới sô mát được 9 ngày. 9 ngày mà cái sản lượng trái mà nó lớn kinh khủng. Nói chung là mít thì mọi người biết rồi. Vì năm nào nó cũng vậy. Nó vô một cái lập trình khuôn khổ rồi. Nói chung là cây ăn trái á, mình nói năm nay quý con nông dân mình hiểu như thế này nè. Cây ăn trái nè. Cây nào cũng vậy hết. Chẳng hạn nè, chanh nè, cam nè, bưởi nè, sầu riêng nè, vú sữa nè, mặn nè, mít nè. Trong tất cả những dòng cây ăn trái, đặc biệt là cây ăn trái đi, mình nói là cây ăn trái đi, thì đều phải làm để đón giá mùa nghịch của nó. Đó. Để bán nó mới được giá cao. Còn ví dụ như chẳng hạn quý con nông dân của mình để cây ăn trái mùa thuận thì hầu như ví dụ như bây giờ mình nói 100 vườn trồng mít đi, để mùa thuận thì 100 vườn mùa thuận thì đều ra trái hết toàn bộ và trái nó rất là đẹp. Thì bán vô lúc đó bán á, thì lại bán không có giá, lúc đó mình lại than. Đó. Còn như chẳng hạn cây ăn trái mình làm được cái mùa nghịch thì mình bán với giá được cao hơn ta là như vậy. Như chẳng hạn sầu riêng, giai đoạn này người ta mới vừa thu hoạch xong, phục hồi cây đang dưỡng cây lại. Còn một số vườn thì giai đoạn này bắt đầu họ đậy màng phủ,
đó, để thúc cho nó ra cái mắt cua, ra bông. Quả sầu riêng, đặc tính là sầu riêng. Còn cam thì giai đoạn này thì cũng hiện tại giờ bà con nông dân ở bên vùng của Vĩnh Long thì cũng đã xử lý làm bông. Giai đoạn này nó bắt đầu chuẩn bị nó nhú bông ra ra đó. Còn mít thì giai đoạn này chẳng hạn một số nhà vườn nào mà làm mùa thuận đó thì giai đoạn này bán. Còn những cái vườn mà ví dụ như làm mùa nghịch đó, như Nam nè, hiện tại giờ là mùa nghịch thì giai đoạn này ta đang cháy, chưa bán đó, ta đón tháng 7, tháng 8 mà đó. Tại vì sao? Đặc tính của mỗi một cái cây trồng đều có cái tháng để nó bán được giá cao. Sầu riêng thì khác, chanh thì khác, mít thì khác, bưởi, cam thì khác đó, chôm chôm thì khác. Nói chung là cây ăn trái mà. Mình trồng cây ăn trái là mình phải biết được đặc tính của cái cây của mình đang trồng là cây gì, và bán vào cái thời gian nào là nó có giá, thì bắt buộc mình phải tính ngược cái thời gian phía sau lại để mình chuẩn bị mình thúc để cho cây của chúng ta nó ra bông. Còn cái vu ha, cái trường hợp gì cái vườn làm bông làm thì quý con nông dân mình nói là làm này biết có giá hay không. Thật chắc là mình nói như hôm nay như thế này, nếu mà trường hợp mình không làm, mình không đón tháng 7, tháng 8 thì tới tháng 7, tháng 8 có giá rồi thì mình có mít đòn bán. Làm này là nói chung là mình làm mình đón đầu, nhiều khi đăng lên thì một số anh em thì nói chung là một số anh em thì cũng khen, một số anh em cũng chê, một số anh em cũng chữ. Ôi, nói chung là nhiều cái tiêu cực. Thôi Nam cũng không muốn nhắc lại làm chi. Thì chung là chủ yếu là quý con nông dân mình biết rồi đó. Nam chủ yếu là đi tư vấn kỹ thuật cho nhà vườn làm sao để cho đạt thôi. Còn vấn đề ví dụ như ảnh những anh em nào chữ thì cậy chữ. Những hạng vườn thì trái thì để một cây khoảng 4 5 trái, 6 trái, 7 trái. Chắc trái nào? Trái bên đây nè. Ừ. Đúng rồi. Vì phái vô cắt lắm người. Nãy giờ là nãy giờ có chục trái đó. Giai đoạn này mà bán là 40-50 ngàn ký kiếm gì anh? Nói gì á, mày vô mà cắt vườn tao đi. 40-50 ngàn ký đó đâu?